huyện đoàn Vĩnh Cửu vừa tổ chức chương trình liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019 với chủ đề Vang mãi bản hùng ca cho các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện. Tham dự chương trình liên hoan năm nay có 19 đội thi với gần 400 thí sinh là đoàn viên thanh niên. Chương trình diễn ra hai đêm tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Thành Phú và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện. Kết quả và trao giải sẽ được tổ chức tại lễ kỷ niệm 19 tháng 5 ngày sinh của bác.